Bà con mình thấy cái cảnh cái anh ngư dân ở ngoài Nha Trang mà này, bão quá bà con, sóng nó tấp vô cái ghe nó đứt dây neo, nó tấp vô bờ bị sóng đập bể banh hết trơn. Anh ngồi anh khóc tại chỗ luôn bà con mình thấy không. Rồi bắt đầu là ai mới làm cho anh một cái thùng á, bà con Nha Trang quay lại đăng lên vào thấy, thì bắt đầu một người cho 50, 100, 200, 500 gì đó, bắt đầu là bỏ vô trong cái đó cho anh ôm cái đó, người ta cho thì anh lấy, còn nếu như không thì có đứa con gái của anh đó ngồi ở đó. Bà con mình thấy đau khổ không, nghề biển của mình nó bạc vô cùng luôn, sóng gió bà con mình cái gì mà nó cứu được chứ, mà bão lụt thiên tai với hỏa hoạn là không thể nào mà cứu được chứ, mà gió kiểu đó bà con mình nó tấp vô bờ nè, bắt đầu là sóng nó cứ đập, mà ghe của anh nằm chắn ngang cái này, nó đánh một tăng một là vỡ cái ghe luôn, bây giờ không có thể cứu được luôn đó. Bà con ở Nha Trang bắt đầu là họ đứng trên bờ họ nhìn thôi, cơ quan chức năng thì chạy lại nhưng mà không kịp nữa, vào thấy hầu như là vào nghĩ là chắc không cứu được kịp rồi. Bắt đầu là những video khác họ quay lên là vào thấy nó vỡ rồi, anh ôm anh đứng đó anh kêu gào anh khóc thét đó, thì bà con bắt đầu là quay lại úp lên mạng xã hội. Bà con mình biết cái người ngư dân của mình á, cái ghe của mình đó là nó còn hơn cái tài sản cái nhà của mình đó. Cái nhà của mình nhiều khi bà con mình còn gán được đúng không, nó lủng chỗ này nó thiếu cái này thì bà con mình bữa nay mua không được thì ngày mai đứt cái bóng đèn này bà con mình không thay được thì nó bữa nào mình có tiền mình thay, nhưng mà chiếc ghe thì không bao giờ đó. Khi mà bữa nay mà nó hư cái món đồ này thì bà con mình phải kiếm tiền vay mượn gì đó, nợ nóng hổi gì đó, vay từ tiền nóng tiền hổi gì đó cũng phải mua bỏ vô để mà ra ghe. Ra biển bà con hư bà con làm sao mượn ai ngoài biển, bà con mình công nhận không đó. Tới cái ngày ra ghe mà máy mà hay là nó thiếu cái gì đó, hầu như là bà con mình phải chạy chọt bao nhiêu tiền cũng phải chạy chứ, để mua để mà bỏ xuống chạy đó, để đầy đủ để cái phương tiện đi ngoài đánh bắt ở ngoài biển đó, từng con ốc từng con vít rồi nó mua để mà xi cua rồi. Trên bờ thì nói thiệt với bà con mình cái nhà mình chủ yếu là mình che mưa che nắng thôi đó, cái chiếc ghe nó còn hơn cái nhà đó. Rồi bắt đầu là bị sóng đánh vỡ hết trơn rồi, anh quỵ nó anh khóc anh kêu gào, nhưng mà làm gì được cái gì nữa bà con, thì kiểu như là xong rồi đó. Vào nói thẳng ra nhiều bà con ngư dân của mình á, cái chiếc ghe đó là không phải là tiền tiền tươi của mình nữa, chiếc ghe đó là mình chỉ có 3 đồng thôi, đi vay hết 7 đồng rồi đó. Thứ nhất là mượn chủ dựa nó, rồi mua đồ dầu thiếu, nước đá thiếu, rau củ thiếu, rồi đồ tươi thiếu, đồ khô thiếu, đồ tập quá thiếu thiếu các kiểu, rồi đi vay tiền ngân hàng đó, thế chấp nhà cửa, rồi trường hợp mà hết thế chấp luôn rồi là thế chấp hết trơn rồi, bắt đầu là thâm hụt nữa thì làm sao, bắt đầu hốt hụi hốt hè. Trong miền Nam của giàu thì có vấn đề chơi hụi hốt hè rồi không có đóng, rồi bắt đầu là đi vay tiền 10 phân 20 phân, có người dây nói thiệt với bà con mình nói ra thì nó ghê, cái dây tới 30 phân luôn, bà con mình nhắm làm sao còn gì nữa mà sống nổi, sao mà cứu đúng không bà con mình, bà con mình mằng là bà con mình nuôi người ta không luôn đó. Chủ dựa thì họ căng họ bớt một cái một chút đó, bà con mình thấy rằng nói đúng không đó. 10 đồng á, đúng ra cái giá của mình 10 đồng á thì họ căng mình 9 đồng à đó, họ lấy một đồng rồi đặng tiền gì họ cho mình mượn mượn tiền mà họ khấu hao đó, họ cũng tính lãi tính lời tính các kiểu hết trơn á, thì nó là như vậy. Rồi bắt đầu là một thứ một chút rồi nó chi riết rồi bà con mình không còn lời gì chứ, bạn bè rồi các kiểu chi phí rồi máy móc đầu tư khấu hao vật dụng một cái một chút, thì nó đi vô một chuyến biển nghe lời một đống tiền vậy đó, nhưng mà thực tế ra bà con ngư dân của mình đặc biệt là không biết tính chi tiết một con bồ lon, rồi công sức mình bỏ vào và khấu hao ghe cọ như thế nào, rồi dụng cụ ngư lưới cụ nó khấu hao như thế nào đó. Mình nghe là mình trên cái phương diện lý thuyết á, là mình lời một cục tiền, ví dụ như một lời được 100, 200, 300, 500 triệu hay là 2, 30 triệu thì mình nghĩ là nó lời, nhưng thực tế nó đâu có lời. Chi phí bà con vận hành bà con nuốt hết rồi, khấu hao hết trơn toàn bộ luôn, tới cái giai đoạn mà bà con sửa sang đó, bà con đầu tư mới lại, bà con khắc phục lại thì nó không còn luôn đó, thì cuối cùng bà con mằng quằn quặt cuối năm vậy đó. Cho nên anh đó mà anh bị cái trường hợp đó là anh quỵ tại chỗ, theo như giàu giàu mà thấy, mà nếu như giờ thật cái hoàn cảnh đó thì giàu cũng như ảnh rồi, không cách nào, giống như mình bị cái đường cùng luôn đó bà con.
nó nợ ở nhà thì nó bao vây, nó có chiếc ghe là giống như để mà mưu sinh, mà nó bị kiểu đó thì bà con mình gì. Mà anh này anh còn may mắn là anh còn người ăn người nào còn thiết kế cho anh được một cái thùng tiền á, để được một người mới cho anh được một chút, một vài trăm, nhưng mà số lượng thì nếu như mà nhiều thì nó cũng đỡ cho anh đó bà con mình. Cái chiếc ghe thì giàu nghĩ là chiếc ghe đó của ảnh mà nó bể cái đó nó cũng phải là mất vài trăm triệu, chứ chiếc ghe 100-200 triệu chiếc ghe nó không có làm được đâu. Giờ thấy rất là đẹp, máy móc ghe cộ nữa bà con mình nhắm, còn nó đánh vỡ cái đó thì còn cái gì nữa, thì cái như anh trắng tay rồi đó, nên lên bờ rồi đó. Đó, cái nghề biển của mình nói là như vậy đó bà con, cái chi phí của nó nặng dữ lắm. Hồi trước đây cái nghề biển của mình đã nói với bà con mình mặn thì ok lắm nha, năm 2010 đâu á, mấy cái chào đó, biển của mình trúng 10, 12 đâu, 2006, 08 rồi đó, là lúc đó là giàu biết rồi, giàu làm nghề này, giàu biết rồi. Bà con mình làm trúng quá trời, hồi xưa mà biển của mình, bà con mình nhớ không, dùng biển Indomalay đâu, mình vẫn đi làm bình thường. Không phải bình thường gì, nhưng mà nó ít có vấn đề này, vấn đề kia, còn bây giờ là cấm tuyệt đối. Cho nên bà con mình khó khăn vô cùng luôn, đó. Cái vùng biển hồi xưa vào làm ở cái vùng biển Cà Mau á đó. Đó, rất là Cà Mau Kiên Giang, bà con mình rất là nhiều bà con ngư dân Kiên Giang Cà Mau lúc đó là kiếm tiền nhiều khủng khiếp luôn. Nhưng mà lạ đời một cái bà con mình là sau này trong vòng có vài năm thôi là cũng có từ cái phong trào đó đó qua bển bị bắt các kiểu, là bây giờ là phá sản hầu như là chiếm trên 50%. Mấy cái vùng biển như Cà Mau, Kiên Giang rồi bây giờ về dưới là bao nhiêu tàu thuyền vào thấy đậu xung quanh, đậu luôn, không không có khai thác nổi luôn. Biển giả bây giờ nó khó như vậy đó, còn không thì họ bán đi những vùng địa phương khác. Nó tàu bây giờ làm không có lời luôn, lợi nhuận rất là thấp luôn đó. Cho nên nghề biển của mình nó bạc dữ lắm. Mình mặn thì có thiệt, mà mình phải biết giữ và cân đo đong đếm như thế nào. Còn nếu như mà mình tiêu pha phung phí thì nó không bao giờ nó bền được. Nhưng mà nghề biển của mình nó lạ lắm bà con, lúc mà anh em mình có tiền anh em mình tiêu dữ lắm, cho nên người ta mới gọi là Việt Kiều biển. Nó giàu lúc trước giàu nhậu với mấy anh em, người đi chơi với mấy anh em giàu biết nè, nó ghe vô cái là họ giống như là họ tiêu tiền, mà giống như tiền mà họ xài họ không ngán đó bà con. Ôi ơi là trời, ăn uống đeo vàng, người miền Tây bên giàu á là họ có một cái phong cách là đeo vàng nha bà con, đeo vàng đỏ. Mình nó cho đàn ông đeo vàng bành bành đi nè, phụ nữ thì đeo vòng á, vòng xi men bằng vàng khúc 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 vậy nè. Nhưng mà 1-2 năm thôi mình gặp mình quay lại, biển giả nó khó khăn cái một là không còn nữa chứ. Có nhiều người nói thiệt với bà con mình tán gia bại sản, phá sản luôn, bán nhà bán cửa luôn. Hồi xưa ở vùng biển Cà Mau, Bạc Liêu bà con mình nó dễ làm lắm, mấy anh em vùng miền Trung hộ vào như khá là nhiều luôn, Nha Trang nè, Bình Thuận, Ninh Thuận, Quảng Ngãi rồi đó, vào cái vùng biển Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang làm khá là nhiều luôn. Nó gọi vô đây họ mua đất mua nhà đâu các kiểu luôn, họ lập nghiệp trong này luôn đó. Thuận lợi thì họ mua họ làm nhà yến đâu các kiểu luôn, thuận lợi thì họ làm mau lên lắm, nhưng mà họ thắt trong vòng 3 năm thôi. Nó nhanh lắm, cái nghề biển mà nói bà con mình đi một chuyến biển 1 tháng bà con mình lỗ 100 triệu thôi, mà một năm bà con mình lỗ chừng 3 chuyến 5 chuyến thôi là kể như năm như bà con xong rồi đó. Nó lợi hại gì đó mà nghe vô một cái chuyến là lời 200-300 triệu là bình thường đúng không, mà bà con chỉ cần đi lỗ thôi 100 triệu thôi. Tại vì bà con mình biết sao, trong cái thời gian 1 tháng mình đi ra ngoài là mình ở nhà tiền này tiền kia đó, đồng bảy mà là mong có lời vô đặng bù đắp vô đây hụi hè rồi các kiểu, ví dụ vậy, vay mượn rồi các kiểu. Nhưng mà trong 1 tháng là bà con mà đi vô một còn lỗ nữa là bắt đầu là nợ, nó chồng nợ nó trong vòng 1 năm đó, mà bà con lỗ chừng vài chuyến thôi là kiểu như xong. Nó là như vậy đó bà con. Nó cho nên vào nghi á, là cái anh ở ngoài Nha Trang hôm bữa là chắc có thể là còn thiếu nợ chứ không phải là tiền tươi của gia đình của anh đâu. Trời ơi là trời, thấy ảnh đau, thấy ảnh buồn, ảnh khóc, ảnh lao quá khứ luôn. Nhưng mà một người Việt Nam của mình nó tuyệt vời bà con mình thấy không, ai mới nghiên cứu cho anh cái thùng hay thiệt luôn á, bắt đầu dán chữ lên đó, bà con mình ai có tiền á, thì bỏ vô 50, 100, 200 gì đó. Cái đó còn chưa nha, cái đó mà còn hay nữa là làm online cho anh luôn, làm online tiền còn nhiều nữa. Đó thì bà con Nha Trang á, họ đi du lịch cái hoặc là họ dân địa phương đó, họ thấy họ quay lên, họ up lên trên cái nền tảng mạng xã hội, người ta chia sẻ giàu, bắt đầu là giàu mới 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 thấy được cái đó, chứ đúng ra là giờ đâu có thấy đâu. Ở ngoài Nha Trang bà con giàu hiện tại đang trong Sài Gòn đó, mọi người cho một chút thì anh cũng đỡ được một phần nào.
thì mong là bà con mình hãy cố gắng đó, gặp cái trường hợp đó thì mình cố gắng mình xử lý và bình tĩnh thôi, chứ không cách nào vậy. Neo đậu ở ngoài khơi với bà con mình, nhưng mà sóng nó quá lớn, gió nó quá lớn rồi đứt dây neo luôn đó, neo đứt luôn, bắt đầu là nó trôi vô bờ nó, rồi nó nằm chắn ngang là sóng thì nó đập kiểu này nè, đập kiểu này nè. Bà con nằm xuôi kiểu này thì nó đỡ, mà cái vùng biển ở ngoài đó là nó không có cửa lạch, giống như ở trong miền Tây của vào bà phải không, là nó có đường, có con sông đi thẳng vào đó. Còn cái vùng mà miền Trung vào thấy là đậu cặp mé biển không à đó, cho nên bão đồ là rất là nguy hiểm đó. Ở trong miền Tây Bạc Liêu của vào là có một con sông mình vào, cho dù bão thì nước nó có dâng hơn nó cũng đỡ nữa. Bà con mình nằm ở ngoài mé biển cho nên vào thấy nó rất là nguy hiểm, mà cái tài sản ở ngoài nó dễ mất quá trời, là dùng biển ở ngoài một năm không biết bao nhiêu cơn bão. Bà con mình mấy tỉnh miền Trung á, ở trong miền Nam này thì vào lại cảm nhận nó đã đỡ, Cà Mau, Kiên Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng rồi, điều gì nó cũng đỡ hơn bà con mình. Rồi giờ chia sẻ cho bà con mình nội dung như vậy nha. Rồi bye bye, hẹn gặp lại bà con, nhớ đăng ký kênh nha bà con, ấn vào cái chuông nha. Bye bye bà con mình rất là nhiều nha.